luôn cả nhà. Thì thể theo yêu cầu hôm trước á, em có quay cái video trang thái màu ngã ngã hột gà này nè cả nhà, màu cam mà nhạt nè, có rất là nhiều khách hỏi luôn. Thì hôm nay em quay cái clip ngắn này một tuần nữa cho cả nhà xem kỹ. Cái màu ảnh rất là ngọt luôn nha cả nhà. Ảnh không có cam mà ảnh cũng không hẳn là vàng, màu ảnh ngọt như vậy đó, màu rất là ngọt luôn. Cả nhà xem kỹ cái màu bông nè, ngọt. Trăng này là trăng Thái chứ không phải là cái giống gì mới nhưng mà ảnh màu ảnh ngọt vậy đó. Ảnh không hẳn là màu vàng mà cũng không hẳn là màu cam đó. Cả nhà xem tham khảo nha.